Theo mọi người là tối nay mình nên mặc cái áo màu gì? Đừng nhìn lại sau lưng. Bay rồi. Lại tiếp tục về resort. Nên cố đi cả tháng trời lần đầu có sao. Cảm ơn bạn Thế Cường nhá. Thank you bạn. Chắc là cũng lớn tuổi rồi, thấy avatar bé đứa trẻ chắc là cũng làm bố rồi đấy. Mình cũng muốn làm bố lắm rồi, có bạn nữ nào cho mình gửi một em bé không? Lên phường luôn. Rồi cùng nhau nuôi. Đen anh ạ. Cảm ơn Văn Dương nhá. Đen lịch lãm đi anh. Màu đen á, mình gầy mình mặc áo đen hình như nó hơi nó càng gầy sao ấy. Nghĩ thế. Chắc là mình sẽ mặc cái áo hồng hoặc là cái áo trắng. Quá đen thằng này. Trời ơi, vừa nhảy xuống luôn. Rất đen, cho em là anh nhặt được súng. Cố gắng trận này không chết sớm nữa, vào bo sâu sâu một chút, câu kéo thời gian tí. Trận này nếu như mà mình bắn sớm ấy thì mình nghĩ là vẫn đủ thời gian, bởi vì cái này các bạn biết là 4 tiếng là nó tự tắt livestream, nó không cho live trên Facebook quá 4 tiếng. Nếu như muốn live tiếp là phải bật thêm một cái luồng live mới. Mình hy vọng là đủ thời gian. Trên tầng 2 nhà mình có người này. Lão bọ cạp à, thằng này cung bọ cạp anh em ạ. Tao là cung bọ cạp. Mai lên phường Nam nhé. Anh Nam nhé. Đến đây. Bạn đến đây. Cùng nhau lên phường cho nó dễ. Sau này có người nữa này. Trong nhà gần mình này. Đây trong nhà này. Kẻ cô độc. Tên rất hay. Để những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu dòng chơi trốn đây. Để không bị vướng muộn phiền. Trại tầm nhìn ra xa. Mình nghĩ là clear khu này rồi. Mình nghĩ là hết rồi. Bọn nó cũng bắn nhau bớt rồi mà. Súng không phải súng thính. Nhìn giống vãi. Thấy cái gì đỏ đỏ là cứ tưởng súng thính thôi. Kiếm giáp 3 nữa là ngon luôn. Ba lô 3 nữa tươi luôn. Đây ba lô 3 này. Cứ từ từ nó sẽ đủ hết mọi người ạ. Sẽ đủ hết. Có người này. Virus với Nam thì ai pro hơn? Tất nhiên là Virus pro hơn mình rồi. Mình đã bảo là các bạn đừng so mình với ai hết. Mình nhận thua hết. Bắn cho vui thôi. Trên này này. Trên này này. Ok ok. Mình có cách. Mình có cách để cho thằng này phải chết. Nó đang chờ mình lên đấy. Nó chờ lên để nó búp mình chết ấy, là mình sẽ làm xuống mình sẽ chết luôn. Nhưng mà không, không thể chết được. Chúng ta có bom, chúng ta phải ném bom. Thằng này cũng mũ ba luôn này. Mất vãi. À bộ đồ đẹp này. Sao phải người nhái. Nhìn đẹp dai hẳn. Đi thôi. Té 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 té. Khu này hết đồ cho mình loot rồi. Mấy top rồi anh, mình được mấy cái rồi đấy. Không không nhớ. 2-3 cái rồi đấy thì phải. Đến cố đi nơi đâu thật xa, đến những nơi ta chưa bao giờ. Mình đã bảo các bạn rồi, không nên so sánh những streamer với nhau. Cái đó là cái kỵ nhất ở trong làng stream ấy. Kiểu như là mọi người
kiểu như không muốn bị đem ra so sánh với bất kỳ ai hết, kiểu như mình cũng thế. Có thể là mình bắn hơn virus, cũng có thể là mình bắn thua, cái đấy thì không ai biết được. Nhưng mà quan trọng nhất là mỗi người có một cách stream riêng và mỗi người có một cách tương tác với người xem riêng, và mình cũng cũng thế. Mình chỉ cần các bạn thấy thích xem live của mình thế là được rồi, quan trọng gì. Bởi vì chắc chắn ai cũng biết một điều, virus nổi tiếng hơn mình rất rất nhiều lần, nhưng mà có những người nhá, người ta xem mình người ta không xem bạn virus kia, ví dụ thế. Thế là vui rồi. Cứ tưởng bắn game PC mà hay vậy. Không, cái này là giả lập Tencent bạn ơi. Chào bạn Cẩm Lý. Mình được cái là mình bắn AK không tâm nó hơi tốt một chút. Dũng thì bắn M4 hay. Mình thì M4 cũng, nói chung M4 thì bắn cũng được, nhưng mà mình thích bắn AK hơn vì đam nó khỏe. Like từ rất lâu và được ba cái top rồi. Em đang chê anh là khen anh đấy hả? Dạ, like rất lâu rồi mà được ba cái top. Cái đấy là chê đúng không? Đúng rồi, mình bắn là chỉ có công thôi. Top cũng quan trọng với mình nhưng mà mình thích bắn nhau hơn. Chỗ nào có tiếng súng là mình công ngay, nhưng mà mình có phải công theo cái kiểu là mình giơ mặt ra cho nó bắn. Ví dụ như nó ở trong nhà này đi, mình biết nó ở trong này nhá. Ví dụ có tiếng 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 súng, mình ở nơi đâu đó, mình sẽ chạy đến ngay, nhưng mà chạy đến là mình sẽ làm sao để mình móc được nó, chứ không phải là chạy đến xong là mình đứng ngoài cửa như này rồi bảo mày ơi bắn tao đi các thứ. Cái đấy là chết xàm đấy. Đây là ví dụ như này này. Nó khôn vãi cả xoài luôn. Lầm lèn. Nó biết mình chạy qua đây. Thằng này nghe footstep cũng cực kỳ tốt. Nó nghe tiếng bước chân của mình, nó biết mình chạy qua đây. Nó ném bom trước ở đây. May mà ném ở cái cửa nó bật ra. Ở trong khu này vẫn còn người nữa. Quả đấy là hên đấy, nó mà ném vào trong này là mình chết rồi. Anh rất tỉnh và đẹp đẹp dai, nhưng mà anh vẫn chết. Thằng này mũ ba luôn này, băng đạn xịn các thứ này. K98 thôi, trận này không không cần bắn K đâu. À lấy cái kính nhầy, đeo vào cho nó chống nắng. Trong khu này vẫn còn người nữa. Nhưng mà nãy đang tập trung bắn thằng này, mình quên mất là cái hướng bắn nó ở chỗ nào rồi. Thật sự mình không nhớ nữa. À, giáp 2 mới này. Không nhớ là giáp 2 nó ở chỗ nào nữa. Nhảy xuống ngay. Động tác rất dứt khoát ở bên kia. Bắn mini 14 phía bên này. Có thể cái nhà bên kia đây. Ok, xe từ từ đã. À đây, ok đây rồi. Ok, mình quán mini mà. Hà nào hai thằng đọ mini với nhau xem nào. Chơi không? Một viên nữa là chết. Bên bên trên núi có người nữa. Giờ mình sẽ săn thằng này trước. Thằng này là nát người rồi đấy. Trên núi một team nữa này. À một thằng nữa này. Thằng này có gì không? Thằng này giàu phết đấy. Đạn súng thính đâu? He he anh xin. Giảm giật luôn. Anh xin nốt, anh xin hết, anh xin tất.
của anh hết. Ok, hay chúng ta bây giờ bắn khẩu súng thính thôi. Mình sẽ bắn ở chỗ nào để cho nó bọn nó đến cho nó đông nhỉ, bắn cho nó thích nhỉ, lấy cho nó thích. Đây chỗ chỗ này, chỗ này. Đây. Đứng đây bắn cho nó giữa đường luôn. Dân chơi là phải thế. Các bạn xem, chuẩn bị một đống nó đến này. Ít nhất là cái thằng bắn AKM kia nó sẽ đến đầu tiên. Cứ từ từ thôi. Đây, một thằng. Mũ 3. Thính chưa rớt mà đã đến rồi, từ từ bạn, thính đã rớt đâu. Bình tĩnh xem nào. Đúng rồi, mình chơi giả lập Tencent nhá. Giả lập của nhà phát hành. Hình như mỗi thằng này đến, thằng này là thằng bắn AK hay sao? Thằng áo xanh này này là thằng bắn AKM. Còn nếu không thì còn một thằng phía sau nữa. Mình bắn ở giữa đường nó hơi sai, nên nên ở gần gần đây một chút này, lấy cho nó dễ. Cái này là súng gọi địch chứ không phải là súng gọi thính đâu. Từ, làm bình nước nữa. Rank gì mà toàn bot thế anh? Mình không hiểu bạn, ý của bạn bot là sao? À lên đây luôn à, lên luôn à. Nãy giờ mình bắn rất ít bot bạn nha, toàn người thôi. Ờ nhưng mà nếu như bạn coi đó là bot thì cũng được mà, quan trọng gì đâu. Bot thì càng gặp bot bắn càng sướng. Groza. Wow. Thấy mẹ rồi. Không có holo red dot rồi. Không có holo red dot rồi, trời ơi. Cho xin cái đi. Thật lại không có luôn. Sao mày nghèo thế? Cho xin holo red dot coi. Một cái thôi, xin một cái thôi, đúng một cái. Đúng rồi, một cái thôi. Có cái giảm thanh không? Không có. Không có giảm thanh AR nào. Mũ 3 này, hacker này. Hacker mà gặp ốp cũng chết thôi. À biết đâu thằng này có giảm thanh đấy. Thằng này cũng đang rình thính này. Mình bảo mà, một cái thính này thôi là sẽ kéo rất nhiều người đến. Nãy giờ là 3-4 thằng rồi đấy. Thằng này nó thấy mình trước, nhưng mà nó không dám bắn, nó chờ mình đứng im nó mới bắn hay sao ấy. Thằng này chắc là có giảm thanh. Có băng đạn xịn, có giảm thanh thật. Thằng này là nó ship tất cả những thứ mình cần luôn. Băng đạn xịn của ốp này, giảm thanh của Groza này. Rất tuyệt vời. Chúng ta cần những người như thế. Nhân giống gấp. Ai à. Đúng rồi, cái này live stream 4 tiếng là nó tự dừng. Còn 8 phút nữa mình không biết có đủ thời gian không đây. 8 phút không biết có đủ để giết hết người hay là để mình chết hay không. Chắc là đủ đấy. 8 phút chắc được mà. Hôm nay đi net gặp mấy ông bắn, toàn kể về anh bắn ghê VCL mà. Nhớ mỗi tên quên họ, mình họ Phan nhá. Phan Nam Blue. Rồi, bo rồi. Vẫn còn 7 người. Sắp hết giờ live rồi mọi người ơi. 8 phút nữa, chưa đến 8 phút, 7, 7, hơn 7 phút một xíu là nó tự tắt live. Không biết có đủ tham không đây. Rồi, chết mất một thằng rồi, hay lắm, giết cho chết hết đi.
Bây giờ nếu chỉ còn một hai thằng là mình đi săn luôn. Vẫn còn đông quá. Bên này không biết có người không. Chạy lông bông này cũng dễ đi lắm. Làm bình nước nữa nhỉ. Từ từ đã. Cái kim tiêm đi. Cảm ơn bạn Thùy Phúc nhá. Thank you bạn. Đây rồi. Không phải. À, nhìn cái mép của thằng đá tưởng thằng nào nó lò đầu ra nó bắn mình. Bò nhanh cái nào. Mình đang đi săn đây. Còn 6 người, bo bé tí thôi. Vẫn săn tốt. Không có. Bây giờ mình mong thằng nào nó bắn mình cái thôi, nhưng mà bắn đừng có chết. Bắn nó hụt đi. Để mình bắn chết nó. Hy vọng là thế. Nào bắn anh đi em. Nhưng mà bắn hụt thôi nhá. Mấy phút nữa ta? Rồi còn đúng 5 phút nữa. Đúng 5 phút nữa là tự tắt livestream. Đây này. Có người ở đây này. Ok, còn 4. Thằng này chưa kịp bắn mình chết luôn rồi. Nào có ai bắn mình cái, bắn cái nhẹ cái thôi, bắn bắn hụt đi. 5 phút nữa, 5 phút nữa. Bọn này trốn đâu hết nhỉ? Biết có đủ thời gian không đây. Hay là mình ném bom tự sát nếu như mà đến phút cuối mà không các bạn không không đủ thời gian xem nữa, mình ném bom tự sát luôn nhá, mình cũng không muốn bắn nữa. Bắn mọi người xem mới vui, bắn một mình chán lắm. Vì thế mỗi lúc mà không like không bao giờ mình chơi game cả. Đã chơi là phải lên like cho mọi người xem luôn. Bọn này nó trốn kinh thật, nó biết mình sắp tắt like sao nó không bắn nhau này. Không thấy ai luôn. Hey! Có ai không? Đậu xanh đi bắn nhau đi bọn mày. Game bắn nhau mà. Trốn làm gì? Đây 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 đây, dưới khu nhà, dưới khu nhà, dưới khu nhà bên kia đường, bên kia đường. Nhưng mà vẫn là mỗi thằng thôi, phải tìm được hết cơ. Đây rồi. Không phải. Nhầm nhầm nhầm. Biết là bên kia đường nhưng mà không, chưa chưa thấy nó. Vẫn còn 4 thằng. Hey! Quên quên bật 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 mình sẽ bật mic lên. Gọi nó ra bắn nhau với mình. Ok. Hey, có ai không? Bắn nhau đi anh em ơi. Ok. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đã đáp lại cái lời gọi của mình, cảm ơn bạn. Thank you. Bạn là một người bạn tốt. Ra đây. Ra đây. Ok, cảm ơn bạn nhá. Ơ, còn hai bạn ra nốt, hai bạn ơi. Nốt. Là mình. Hello.
Mấy phút nữa ta? Hai, 1 phút rưỡi. Trời ơi. Hello. Bắn nhau anh em ơi. Cái bò bé tí rồi. Con hai thằng. Hey. Đây này, giữa cầu đây. Mình nghe tiếng gì rồi ấy. Đây rồi. Hey bạn ơi, đây, mình đây là sau cái cây này. Bạn ơi. Ok. Trương 1 2 3 4 5 có một thằng cuối. Hey. Bạn gì ơi? Nốt đi, sắp hết livestream rồi, còn thằng cuối thôi. Hey. Đâu ta? Đây bó cuối rồi. Thằng này chơi trốn tìm với mình à? Đây này.